để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với Thanh Đồng Thủ Nga, Nguyễn Thị Kim Loan, Hầu Giá Chầu Lục Cung Lương. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời Thanh Đồng Nguyễn Thị Kim Loan, Loan Giá Ngự Đồng. Thank you.
Xa người xa bát hàng chứng